kính chào quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên kênh VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam. Sang ngày mai, dự báo thành phố Hồ Chí Minh trời sẽ tiếp tục ít mây và nắng nhiều. Giữa trưa và đầu giờ chiều sẽ nắng mạnh và bầu không khí sẽ nóng lên thấy rõ khi mà nhiệt độ ở mức cao nhất đó là 34 độ. Trời sẽ nóng đến cuối chiều và phải sau 7 giờ thì không khí mới dịu nhanh xuống. Ở những nơi khác của Nam Bộ, dự báo như là Biên Hòa sẽ là điểm nắng nóng nhất vào ngày mai với nhiệt độ lên đến 35 độ. Còn lại thì trời cũng khá nóng, dao động trong khoảng từ 32 cho đến 34 độ. Chỉ một số nơi như là Cần Thơ hay là vùng ven biển Bạc Liêu, Rạch Giá, Phú Quốc là dịu hơn với mức nhiệt đó là 31 độ. Và trong những ngày trời nắng nóng như thế này, nhu cầu sử dụng điện làm mát sẽ tăng cao, dễ dẫn đến nguy cơ bị quá tải. Vì vậy quý vị, chúng ta lưu ý hãy ngắt hết tất cả các thiết bị điện nếu như chúng ta không sử dụng hay là khi chúng ta rời khỏi nhà. Và đồng thời thì mỗi người dân hãy chung tay tiết kiệm điện bằng cách là hạn chế sử dụng những thiết bị điện có công suất lớn vào cùng giờ cao điểm. Tiếp theo chúng tôi xin được chuyển sang thông tin thời tiết biển. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau ra phía tây huyện đảo Trường Sa và huyện đảo Hoàng Sa nhận cảnh báo là có gió cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Còn vùng biển Cà Mau, Kiên Giang đêm nay sẽ ít mưa, ngày mai có nắng và có gió cấp 4 cũng như là tầm nhìn xa trên 10 km. Đến đây chúng tôi cũng xin được khép lại bản tin dự báo thời tiết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị.